Con người anh Lê, hôm nay chúng con xin phép ông sở chùa Liên Hoa này để tổ chức họp báo cũng hai vấn đề mà như trước đây hai tuần mình cũng đã làm. Đó là vấn đề thứ nhất là vấn đề Phật đản của sắp tới và tổ chức tại công viên Garden Grove Park của thành phố Garden Grove vào thứ bảy ngày 4 và chủ nhật ngày 5 tháng 5 này sắp đến. Tức là mình còn chừng 3-4 tuần để nữa thôi. Thì nói về vấn đề Phật đản này. Và thứ hai là vấn đề chùa Bát Nhã. Và cá nhân chúng tôi là Huỳnh Văn Lê, chúng tôi sẽ báo cáo một số công tác. Và vì lý do sức khỏe cho nên chúng tôi xin không tiếp tục làm được nữa. Tôi bệnh quá, tôi không thể nào. Mỗi ngày sức khỏe mỗi tệ hơn. Thì tôi cần thời gian để nghỉ ngơi. Thì bây giờ để bắt đầu là trước trong khi mình chờ đợi anh em tới mình nói vấn đề Phật đản thì anh em không bị mất mát gì hết. Nói vấn đề Phật đản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ cộng tác với cộng đồng Phật giáo miền Nam Cali, tức là các chùa và tự viện của miền Nam Cali để tổ chức đại lễ Phật đản. Và chúng ta đã gián đoạn 4 năm vì đại dịch Covid-19, mà chúng ta nghĩ từ năm 20 cho tới năm 23 và bây giờ là năm 2024 chúng ta bắt đầu tổ chức đại lễ Phật đản. Suốt mấy chục năm tổ chức đại lễ Phật đản, tôi làm mọi việc từ A tới Z, nhưng năm này là năm tôi cũng làm nhiều lắm nhưng mà tôi bệnh hoạn, tức là ngày gửi quỹ tôi cũng không thể có mặt được. Thì cũng cảm ơn trong cái buổi họp báo ngày 27 tháng 2 vừa rồi, ngày 27 tháng 3 vừa rồi, anh em đã giúp và đã phổ biến rất nhiều và buổi ăn gây quỹ vào chủ nhật vừa rồi đã thành công. Thì bây giờ để trước khi bắt đầu, con xin thỉnh Hòa Thượng đã nói vài lời đạo từ. Sao cái bà ni sư này á cháu có thầy Nguyễn Chí cháu thầy thưa quý vị, lời đầu tiên là xin cảm ơn anh chị em
ơn báo chí có mặt tại đây để đáp ứng lời mời của chúng tôi tổ chức buổi họp báo. Thì thứ nhất là thường là nói mình muốn nói gì về Phật đản. Thì Phật đản Phật lịch 2568 tức là dương lịch 2024 năm này tổ chức lại sau 4 năm chúng ta không có tổ chức vì đại dịch 19. Và năm này sẽ được tổ chức vào ngày 4 thứ bảy và ngày 5 chủ nhật tháng 5 tại công viên Garden Grove Park, trên đường Westminster, nằm giữa Bosa Grandi High School và trung tâm y tế Michael Dow. Thì lúc khởi đầu chúng tôi cũng muốn tổ chức nhỏ, nhưng bây giờ mỗi lúc đồng bào cũng đến hỗ trợ rất đông và cũng hy vọng rằng sẽ có rất đông đảo đồng bào để đến sau 4 năm dài rồi. Thì cái ngày tổ chức nhất là chủ nhật ngày 5 tháng 5 đó là ngày chính. Thì trước hết xin mời Thượng tọa Huệ Minh là phó trưởng ban tổ chức, thầy Thượng tọa Thánh Minh là trưởng ban tổ chức, thầy là trụ trì chùa Hội Phước ở thành phố Albuquerque, tiểu bang New Mexico. Trong suốt thời gian qua thầy có mặt ở đây, nhưng mà ngày hôm qua thầy bây giờ mình đón tuần lễ để chuẩn bị công việc. Giờ xin mời Thượng tọa Huệ Minh có vài lời về vấn đề Phật đản. Thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam là miền Nam Cali cũng như mỗi năm, nhưng mà vì biến cố Covid chúng ta đã đình trệ mấy năm. Thì năm nay chúng ta sẽ thực hiện trở lại chương trình tổ chức đại lễ Phật đản và được City Grand Room được approve để cho chúng ta thực hiện tại thành phố Phật. Thì hôm nay thượng tọa trưởng ban có dịp về bên New Mexico, thành ra tôi là phó ban mà tổ chức tại đại lễ Phật đản của miền Nam Cali. Xin trân trọng cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm, chư thiện đức tăng ni nhị bộ và toàn thể quý thiện hữu trí thức, quý đồng hương đồng bào, toàn thể quý vị truyền thông báo chí vào ngày 4 và ngày 5 quan tâm về Grand Grove Park để hướng vọng về ngày đại lễ Phật đản của Đức Tổ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng mong quý vị quan tâm chiếu cố. Nam mô Đức Thích Ca Mâu Ni. Nhiều việc mà thầy không muốn thông báo. Thì một trong những công việc rất nặng cho cái đại lễ Phật đản đó là phần trang trí cái lễ đài, trang trí chung quanh đó là thượng tọa Huệ Minh đảm trách. Và trang trí đó nó có rất nhiều công phu và cần đòi hỏi nhiều người, nên đó là việc rất nặng. Thì xin cảm ơn thượng tọa. Thì cũng nhân duyên thầy hết công tác ở chùa Bảo Quang, bây giờ thầy qua công tác làm việc cho giáo hội đủ thứ chuyện hết. Vừa rồi thầy phải lo cái đám tang của hòa thượng Thắng Quang, thầy lo mọi sự trang trí. Đám tang không phải là tới ngày đám tang mình tới mình đảnh lễ, nhưng mà trước đó thầy còn mất nhiều ngày. Xin một lần nữa xin cảm ơn thầy tổ. Thưa quý vị, có hỏi gì về Phật đản không? Hôm nay là cái phần trang trí đại lễ Phật đản thì bây giờ ai ban làm đứng nào phụ trách? Dạ đây là trưởng ban thầy luôn, là thầy Huệ Minh. Và bây giờ đã có một cái thầy Thanh Minh á, ông về Việt Nam, đi về Việt Nam nhiều lần, cho nên thầy Thanh Minh order tất cả những cái đồ làm đó bằng coi như bằng balloon hết, cả
cả một cái dàn chào thì dùng ba luôn mang tới bơm lên thành một cái dàn chào, là một cái cổng chào đó. Và thầy làm nhiều cái bằng ba luôn đó, từ Việt Nam cho nên nó đơn giản, nó cũng hay, vừa rẻ tiền vừa đơn giản. Những năm trước phần trang trí thì tốn mấy chục ngàn đồng. Thì sẽ có người sẽ làm là chùa Khánh Hỷ, thầy thường tổ pháp tánh sẽ đảm trách thiết lập một vườn lâm tỳ ni, tức là thiết lập một cái cảnh mà ngày xưa hơn 2600 năm trước Đức Phật ra đời, sinh ra trong vườn lâm tỳ ni. Rồi chúng ta cũng sẽ có những đoàn xe, đoàn xe giúp ni của luật sư Đỗ Phủ đi chung quanh Bô Sa để quạt nắng, để cho biết là mình đang làm lễ Phật đản ở Garden Grove Park. Có 4 chiếc xe giúp ni sẽ đi rước linh từ chiều thứ bảy, rước linh ở tượng đài chiến sĩ và rước linh từ tượng đài thiền nhân để lên cung thỉnh linh trên bàn thờ của ban tổ chức lễ Phật đản tại Garden Grove Park. Và nhiều chương trình như các anh trong gia đình Phật tử cũng như nhiều nghệ sĩ nhiều năm không được thi thố tài năng của mình, cho nên năm này mọi người cũng ráng kéo dài thì giờ vào buổi tối cho mọi người trình diễn. Thì thông thường chương trình chúng tôi bắt đầu bằng buổi sáng 9 giờ thì sẽ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni quan lâm lễ đài, nhưng mà năm này chúng tôi sẽ cung thỉnh với ngài quan lâm trong cái Atlantic ở Garden Grove, hoặc nó có một cái Atlantic Play Center riêng rẽ cho những khu giống như những khu chơi cho những trẻ em này khác, thì mình sẽ thỉnh quý thầy vô trong tập trung về đó. Có khoảng chừng 200 cái ghế, mình sẽ kiếm thêm khoảng nhiều vài trăm cái ghế nữa để cho quý thầy ngồi đó. Và cỡ 10 giờ sẽ cung thỉnh quý thầy đi một vòng ở ngoài công viên, chúng tôi gọi là cổ Phật khất thực, là đi khất thực giống như ngày xưa mà Đức Phật còn tại thế để đi xin ăn á, đi xin. Thì quý thầy sẽ đi trong cổ Phật khất thực, chúng tôi sẽ kêu gọi là mình tập trung rất đông đảo để mà cúng dường tiền bạc hay cúng dường thức ăn trên cái vòng mà quý thầy sẽ đi đó, là cái cảnh mà ngày xưa Đức Phật đã làm. Lúc mà Đức Phật dẫn 1200 tăng ni, tăng đoàn của ngài đi xuống làng để mà làm pháp thực. Thì lúc 10 giờ và cỡ 11 giờ xong thì quý ngài sẽ trở về bên trong Atlantic Park để dùng cơm trưa. Đấy, ở đây chúng tôi ngoài cái tăng ni Việt Nam mình là tăng ni, bên mình là tăng ni bên Bắc Tông. Bên Nam Tông họ phải ăn lúc 11 giờ. 11 giờ họ phải bắt đầu ăn uống để chấm dứt trước 12 giờ bên Nam Tông. Thì có những tăng ni từ Sri Lanka, từ Miến Điện, từ Cambodia, từ Thái Lan, họ sẽ ăn trước giờ đó. Và đúng cỡ 12 giờ thì ban tổ chức sẽ vô tác bạch để thỉnh quý ngài ra ngoài lễ đài để thực hiện coi như khai mạc nghi thức tôn giáo. Nó có hai phần. Năm nào chúng tôi cũng khổ sở, những năm trước chúng tôi khổ sở vì vấn đề cho khai mạc nghi thức hành chánh trước, thì bị quý thầy la nghi thức tôn giáo cái khai mạc trước. Thì cũng như thường lệ năm nay chúng là có 12 giờ chúng tôi sẽ thỉnh quý ngài khai mạc nghi thức tôn giáo, nghi thức tôn giáo, và lúc 12 giờ thì chúng đó sẽ có phần những phần tụng kinh, những phần công bố đạo từ Phật đản. Đạo từ Phật đản thông thường thì chúng tôi do cái hội đồng giáo phẩm công bố, nhưng mà chánh văn phòng hội đồng giáo phẩm mới vừa tịch xong trước đây một tháng rồi, cho nên hơn 2 tháng trước, cho nên năm nay sẽ do hội đồng điều hành, do hội đồng Thích Tiến Nghĩa sẽ công bố cái đạo từ Phật đản. Và rồi có những cái vấn đề khác, vấn đề tôn giáo cũng sẽ được nêu ra. Thì sau đó là chấm dứt cái phần khoảng một tiếng, chúng tôi sẽ chấm dứt cái phần khai mạc về vấn đề tôn giáo, nghi thức tôn giáo khai mạc. Và chúng ta bắt đầu nghi thức hành chánh khai mạc. Nghi thức hành chánh nó gồm có những cái đầu tiên giống như lễ chào quốc kỳ, giới thiệu quan khách. Năm nay là năm bầu cử cho nên chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều đại diện dân cử sẽ đến tham dự. Thì mình không biết, mình không có binh ai, không bỏ ai, cho nên tôi mời hết tất cả đại diện lên sân khấu. Có thể không có cho nói được, tại nếu mấy chục người nói là mình chết rồi, đồng bào xuống này la làng luôn. Thành ra có thể mời lên, và mời chắc chắn một người phải để họ nói chuyện, đó là ông thị trưởng của thành phố Garden Grove, nơi chúng tôi nhờ vả rất nhiều. Ông thị trưởng sẽ nói chuyện. Và sau đó là những phần của Hòa Thượng Tổng Thư Ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ sẽ trình bày về vấn đề sinh hoạt của giáo hội trong suốt một năm qua, và đặc biệt là trong những năm chúng ta bị Covid-19 và đã gián đoạn, và đã làm gì giáo hội đã sinh hoạt gì để
mà giáo hội luôn luôn có những công tác đối với quần chúng và để duy trì giáo hội. Thì thật sự chúng tôi làm việc rất nhiều, không ra bên ngoài, nhưng mà cá nhân chúng tôi cũng làm việc không ngừng. Covid này mang tin giúp mình làm việc không ngừng trong những năm này. Và bây giờ sau cái biến cố của chùa Bát Nhã, dĩ nhiên ảnh hưởng rất nhiều đến quần chúng và đến Phật tử, thì Hội đồng Tông Thư Ký sẽ tuyên bố như thế nào trong sinh hoạt trong năm này sẽ ra sao, sinh hoạt để đối phó những sự mà depress của quần chúng. Thì sẽ có những cái phần thuyết trình về vấn đề ý nghĩa của ngày Đáng Sinh. Hôm nay là đặc biệt một năm giao thừa, 224 là năm giao thừa với giới lớn tuổi và giới trẻ tuổi, giới già của giáo hội thì bây giờ cũng lớn như và thường nhiệm chủ ở đây, ai cũng lớn tuổi hết rồi. Bây giờ giới già sẽ giả từ và nhường chỗ lại cho những giới trẻ mà quý thầy thường hay gặp là những vị trẻ, những tăng ni trẻ sẽ làm việc. Và chúng tôi hy vọng rằng cái khúc quanh này sẽ rất hấp dẫn và chắc chắn tăng ni trẻ sẽ có dịp để thi thố tài năng và sẽ cống hiến đời mình cho Phật giáo tại Hoa Kỳ này. Thì tăng ni trẻ sẽ đảm nhận sau cái mùa Phật đản này, sẽ giới thiệu một số tăng ni trẻ và chắc chắn trong cái đại hội vào ngày khoảng 16-17 tháng 6 này tại tu viện Đại Bi, sẽ công cử nhiều thành phần của tăng ni trẻ thì giữ những chức vụ quan trọng của giáo hội. Thì cái đó là cái điểm đặc biệt trong năm này. Bây giờ thì trong cái đại lễ Phật đản, Hòa thượng Minh Sư sẽ nói lên những vấn đề đó để cho gần giống như chúng tôi muốn nói là ghi lại niềm tin cho đồng bào, chứ mình cứ nghĩ là sau vụ chùa Bát Nhã là Phật giáo không còn gì nữa. Thì bây giờ Phật giáo được sinh hoạt ra sao ở các nơi như các miền Đông, miền Trung Đông, Trung Tây, những người nhiều giới trẻ đã làm việc rất nhiều và Phật giáo rất là hay, họ hợp làm 30 chùa để làm một cuộc diễn hành qua nhiều tiểu bang khác nhau. Và trong ngày đại lễ Phật đản họ làm rất nhiều, nhưng mùa này thì mình đa số mình chỉ tập trung lại trong cái đại lễ Phật đản. Nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng tăng ni trẻ cũng sẽ có dịp để mình làm nhiều trong cái chương trình đại lễ Phật đản tiếp theo, sau những phần mà giới thiệu và những viên chức chính quyền. Tôi muốn dành một cái phần khoảng nửa giờ để giới thiệu các viên chức chính quyền, những vị ứng cử viên chưa phải là viên chức chính quyền, để họ có dịp để giới thiệu để cho đồng bào thấy. Và sau đó là những cái chương trình văn nghệ năm nay rất là đặc sắc và cũng có nhiều người, và khi bắt đầu làm thì thấy nó lơ là quá, mọi người sợ không dám mời nghệ sĩ. Sư con Bích Liên, như vậy là sư con Bích Liên chứ không phải sư con Ngọc Liên. Sư con Bích Liên ở tỉnh Sáu Minh Đăng Quang có mời một số người, nhưng mà sau đó nói làm nhỏ rồi, cô nói làm nhỏ thôi, cô không làm lớn thì cô làm, nhưng mà cô không mời nhiều nghệ sĩ. Bây giờ giao lại cho cô Triệu Mỹ Ngân để lo chương trình Phật đản. Thì hy vọng chương trình Phật đản hôm nay cũng sẽ giúp cho mọi người thưởng thức một chương trình văn nghệ vui vẻ. Đó là nội dung cái đại lễ Phật đản này. Thì mục đích của đại lễ Phật đản này để nói lên là chúng ta vẫn còn đây và chúng ta cũng sẽ tổ chức đại lễ Phật đản to lớn như ngày nào. Như là Phật thì đó là đại khái chương trình đại lễ Phật đản. Thầy Huy có muốn nói gì về đại lễ Phật đản thêm không? Không. Thì quý vị có hỏi thêm về đại lễ Phật đản? Control bằng giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo hội nhà nước thành lập. Cho nên những năm trước thì họ làm một ngày thôi, một ngày đại lễ Phật đản. Ở bên ngoại quốc thì không có như vậy, mình làm rải rác hết khắp tháng tư, ngay cả tháng tư âm lịch đầu tháng, và mình cái chương trình của đại lễ Phật đản của giáo hội và của miền Nam Cali là giống như một chương trình mở màn cho đại lễ Phật đản cả nước tại Hoa Kỳ. Nếu mà như vậy thì tại sao ở trong nước người ta giáo hội đó Việt Nam trong nước ta tổ chức một ngày, ở đây mình cứ thể rải rác ở trong cái tháng này, tại sao
có một cái gì đó nó khác biệt đây. Dạ có khác biệt. Hay là có một cái gì đó nó cũng có vi phạm một cái gì đó. Thực ra thì nó cũng có gì khó khăn lắm. Đó là văn hóa nhập gia tùy tục. Hồi xưa đó, những năm đầu tiên mình ở đây đó, ngay tại Orange County này có chừng 10 ông thầy. 10 ông thầy mà giờ có 15, 16 chùa. Nếu mình tổ chức cùng một ngày thì ông thầy cũng chỉ ở lại một chùa, trong đó đi nhiều chùa. Do đó là lý do quan trọng nhất là phải tổ chức nhiều ngày. Cũng một chùa tôi tổ chức, không phải tổ chức ngày rằm mà tôi tổ chức Chủ nhật tuần sau rằm. Hẹn mời Hòa Thượng đến qua rồi, Hòa Thượng nhận lời sẽ tới cái chùa tôi để lo lễ. Rồi những tháng sau, và nhất là những tiểu bang xa, tới bây giờ thì tăng ni trẻ họ đến có mặt khắp nơi hết. Cho tới ngày nay, họ có mặt khắp nơi hết. Lúc nào làm lễ, chùa nào cũng đủ sức để làm. Nhưng mà rồi cũng có một nhiều chùa xa xôi, họ không có thể có quý thầy đứng ra tổ chức được. Cho nên họ cũng phải tổ chức ngày khác, chứ nếu trùng ngày họ là mấy thầy ở chùa họ đâu có đi được. Đó là lý do chính, lý do phụ là vấn đề kinh tế ở đây. Và mình ở rải rác rất nhiều nơi, khắp Hoa Kỳ, nhiều nơi, nhiều chỗ. Họ có chùa rất lớn, họ có một kinh phí rất to, nhưng mà nhiều chỗ họ chỉ cải gia thành tự, làm một cái chùa ngay trong cái gara. Thành ra phải lồng nhỏ và phải mời quý thầy tới. Thì cái đó lý do nó đơn giản như vậy thưa anh. Lễ Phật đản ở ngoài công viên, ở ngoài công viên năm này chúng tôi phải trải qua nhiều cái buổi họp với thành phố Garden Grove, thì họ cũng dặn dò rất nhiều việc và anh em cũng đã làm việc nhiều trong những ngày qua, nhất là trong đêm gây quỹ. Thì cảm ơn cơ quan truyền thông đã yểm trợ và nhiều người đã yểm trợ cho cơ quan gây quỹ cái lắm nào. Gây quỹ đại lễ Phật đản cũng có 70-80 ngàn, có cả 100 ngàn, nhưng mà làm việc nó nhiều lắm. Nó rất nhiều, tốn nhiều tiền. Thì hy vọng năm này mình không có gì trở ngại hết. Thế bây giờ này cả Hòa Thượng đêm qua còn cúng dường 5.000 đồng, thưa quý vị. Ai cũng cúng cho cúng dường tiền hết. Trung tâm y tế Michael Đào cúng dường 15.000 mới đi phò từ sáng tối thôi. Thì có nhiều người cúng dường và trong đêm gây quỹ mình thu được vào khoảng 70-80 ngàn đồng, kể cả những tiền mà cúng dường thêm ở ngoài. Thì cái đó là cái khả quan mà mình cũng rất vui mừng. Và trong hai cái ngày mà tổ chức đại lễ thì nào cũng có những người người ta cúng dường lên. Dạ, cũng có. Và nếu mà trường hợp mà cái tiền mà không cúng dường đủ thì sao? Dạ, không cúng dường đủ thì dĩ nhiên là nó phải bù thêm rồi. Ai đứng ra bù nữa sao? Đứng ra bù. Lúc đó mình kêu gọi cho anh. Lúc đó mình kêu gọi. Tôi có thường hay đặt ra là thầy cũng siêu thường hay lên trên micro á, thầy cũng siêu đặt tên ra một số người. Tôi nói đây là những người mà đại gia giàu có nhất, cái sao thầy đặt tên người ta không chịu sao, ông kêu bây giờ tôi sẽ đóng 5.000, đây những người này sẽ đóng cho 5.000 đồng, im lặng hết, ai cũng im lặng thôi đóng. Thì trong phòng gió như vậy, nhưng mà nó khó nhưng mà nó dễ là cái chuyện đó nó dễ lắm. Cũng như trước giờ mà lẽ mà nếu thiếu tiền như anh nói đó, thì mình chỉ cần kêu gọi nó bây giờ ban tổ chức đang thiếu như thế này, cần thêm một số người, họ sẽ đóng gấp mấy lần như vậy. Nếu anh thiếu chừng 20 ngàn, họ kêu gọi đóng được trong 50 phút là có luôn hết. Họ đóng tiền rất nhiều và họ phát tâm rất nhiều. Tôi nhớ vào năm 94, cái ngày mà tôi không thể nào quên được hết, năm 1994, cái ngày mà Hòa Thượng Thanh Từ đi nói chuyện ở bên này và nói chuyện tại chùa Việt Nam, lúc đó chùa Việt Nam chưa xây xong của thầy Pháp Châu. Thì Hòa Thượng Thanh Từ nói là thầy sẽ quyết định xây một cái chùa ở Đà Lạt. Phải không thưa anh? Chùa ở Đà Lạt và thầy còn tổn tiền là hơn 1 triệu đồng. Còn có 1 tiếng đồng hồ, Phật tử đã xếp hàng dài luôn để cúng dường cho hơn 300 ngàn cho Hòa Thượng Thanh Từ. Thầy Pháp Châu còn suối tươi ra, anh xin cho mình xin 100 ngàn để lo chùa mình. Mình thôi, cứ còn dám. Thì cúng dường rất nhiều, nếu mình kêu gọi đúng và làm đúng mọi người đều cúng dường. Mà hồi đó là khó hơn bây giờ thì dễ hơn. Kêu mình cúng dường cho Phan Đại Não được, tao không cúng dường. Thank you.
Nếu mình xong phần này thì bắt đầu phần của tôi thì rất là ngắn. Trước khi qua phần thứ hai, cũng hỏi ông Mù Lê là có bao nhiêu, năm nay lễ Phật Đản có bao nhiêu chùa ở Nam Cao Linh sẽ có mặt ở cái Inter Group Park buổi hôm đó thưa ông? Trên nguyên tắc là tất cả các chùa đều phải có mặt hết. Tất cả các chùa? Chung, tất cả các chùa tại miền Nam Cao Linh này, hơn 150 chùa đều phải có mặt, ai cũng tham gia. Nhất là vừa rồi trong cái buổi gây quỹ, ai cũng bán vé và ai cũng đến, có khoảng 700 người đến tham dự. Thành ra rất đông đảo, lâu quá không làm. Nhưng mà nói vậy chứ mà năm tới làm thì có thể đông hơn. Dạ, hôm tuần kỳ trước họ báo có nói về những xe gắn máy sẽ bắt đầu, không có thể confirm là sẽ có những cái diễn hành như vậy. Motorcycle đó ha. Dạ. Thì motorcycle trên công tác, không biết tới hôm nay thì anh Huy có liên lạc với anh Đỗ Phú, anh có được bao nhiêu chiếc rồi vậy? Chưa trả lời. Chưa trả lời hả? Thì thường thường anh có khoảng 20 chiếc, 15-20 chiếc motorcycle. Và bên đây có những cái banner nhỏ để cho anh chạy trên bộ xa và biết, oh, đây là lễ Phật Đản đó. Đúng rồi. Là thì anh sẽ bắt đầu từ Garden Grove, từ đường Westminster của Garden Grove Park, khỏi đường Westminster và gần trung tâm y tế Mai Qua Đào. Thì từ Bosa Grande đó, anh sẽ đi, tính là tới đường Magnolia, mình đi xuống Magnolia, xong rồi gặp Bosa vội trái, vội trái rồi đi lên đường Brookhurst, rồi trở về Westminster, rồi đi vòng, mấy anh đi vòng đi bao nhiêu đó, mấy anh có 2 tiếng đồng hồ để đi. Mà đi bao nhiêu đó mới đi nửa giờ xong rồi thì mấy anh sẽ đi vòng vòng rất nhiều. Dạ. Cái này sáng thứ bảy ngày đầu tiên đó thưa ông? Dạ không, cái ngày chủ nhật á. Ngày chủ nhật trước 12 giờ. Dạ. Khoảng 10 giờ anh bắt đầu. 10 giờ trong lúc quý thầy đang khổ Phật khắc thực thì các anh đi xe để làm quạt náo mọi người, cho mọi người biết. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Thì có 4 chiếc xe Jeepney của bên nhóm mình công. Ngày trước đi rất linh rồi, ngày sau mấy anh sẽ đi để chở thêm quý thầy một số Phật tử đi theo. Tới giờ phút này thì với chính quyền thành phố Grand Rome thì ban tổ chức có gặp một cái gì khó khăn chưa? Dạ không, họ vui vẻ giúp đỡ. Tôi cảm ơn thành phố Grand Rome và kể cả thành phố Westminster nữa, những thành phố chính quyền ở các nơi đều sẵn sàng yểm trợ cho mình hết. Thành ra mình không có gì trở ngại. Chỉ có mỗi một lần là mình phải có người làm. Nếu tôi có chừng 10 người trẻ, không có dài cho tôi, người trẻ để làm việc thì đỡ quá. Trước thì 20 năm. Trước đây 30 năm lần đầu tiên làm lễ Phật Đản ở My Square Park. Lúc đó My Square Park chưa là Fountain Valley và chưa Orange County. Chúng tôi làm ngay cái đầu trên của My Square Park và có 50.000 người đến. Lý do chúng tôi biết có 50.000 người đến tại My Square Park lúc đó họ làm hết khao. Lúc đầu họ không đòi hỏi là một người vô phải đóng một đồng. Mà khi họ thấy có 50.000 người, họ nói anh có 50.000 người, hơn 50.000 người, bây giờ tôi chỉ bắt anh đóng thêm cho My Square Park mỗi một đồng người một đồng thôi. Tôi nói mỗi người một đồng, người một đồng. Nếu trong buổi lễ mà mấy em đòi như vậy là tôi kêu gọi hàng cúng dường, bây giờ tôi đâu có tiền. Mà lúc đó tôi và thầy Nguyễn Trí làm, thì lúc bây giờ làm chúng tôi phải bỏ credit card ra để làm hết, không ai đóng góp, mới quá, không ai đóng góp hết. Thì thầy Nguyễn Trí nói một câu mà tôi hơi mệt, nói anh lo sao lo, chứ nếu Phật tử không tới đông, không ai cúng dường là anh phải chịu hết, credit card thì phải chịu hết chứ không làm. Tôi sợ quá. Tôi nghĩ là tối về tôi suy nghĩ, giờ bắt hết tất cả ban tổ chức vô tu một ngày thì cái tu mới có thể là có đầy đủ phước đức, là tu một ngày xong. Tôi đề nghị thêm mọi người từ nay tới đó 2 tháng mọi người trong ban tổ chức phải ăn chay để cầu nguyện cho đại lễ Phật Đản thành công. Tại tôi sợ quá, tôi bỏ 50.000 đồng rồi mà bằng credit card là tôi sợ quá. Thì cuối cùng họ tới quá đông, kêu gọi cúng dường, hầm cúng dường, không những trang trải đủ chi phí khoảng 70-80 ngàn đồng mà chúng tôi còn dư ít tiền, chúng tôi làm sân khấu rồi cả những năm sau. Và cũng nhờ cái vụ ăn chay trong 2 tháng đó mà sau đó tôi trở về trường, tôi không còn ăn mặn được nữa, thử lần thứ nhất cũng được, thử lần thứ hai, thử cả tuần cũng được. Tôi bắt đầu ăn chay tới bây giờ cho tới ngày nay. Cũng như sợ, vừa sợ thiếu tiền, vừa sợ ban tổ chức không đủ phước đức bắt tôi bắt ăn chay, và cuối cùng tôi cũng ăn chay luôn tới bây giờ. Hồi đó Hòa Thượng Tâm Châu, những ai biết Hòa Thượng Tâm Châu ngày thật rồi, nhưng mà ngày rất thích khi thấy đồng bào đứng trên sân khấu mà đồng bào như này luôn lúc mức 50.000 người. Thầy nói chuyện ban đạo từ thế gì 50 phút thôi, thầy ban đạo từ 1 tiếng đồng hồ là chưa xuống. Cái con anh Phật tử nào cũng ghi giấy, thầy đã nói quá lâu lên như vậy mà độc đáo. Anh ghi anh lên xong cái đứa nào nói thầy Tâm Châu cứ nói là anh Lê. Tôi chơi như vậy, tôi không bao giờ dám như vậy hết. Đời tôi chưa bao giờ đi làm Phật sự, mấy chục năm chưa bao giờ dám làm như vậy. Gọi tôi nói chứ không phải anh vậy là ai.
Kêu thầy đã nói quá lâu, tôi không biết người nào cuối cùng thầy đối thừa tôi. Thì nó vui buồn trong những cái lúc mà những ngày làm lễ Phật đản. Mình còn gì nữa không? Nếu hôm nay bắt đầu chuyện của tôi là chuyện ngắn thôi. Thì đó là chuyện của tôi.